có thể thấy là giá xăng dầu cũng rất là khó lường mà cũng bất ổn được ví như là thời tiết vậy mấy ngày hôm nay thì thời tiết ở trên khắp cả nước cũng rất bất ổn và khiến cho người ta tự đặt câu hỏi là không biết mùa này là mùa nào thưa quý vị các bạn và cụ thể ở tại khu vực miền bắc thì theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết là việc hứng chịu một đợt mưa lớn kéo dài tới 4 ngày tại khu vực miền bắc đỉnh lũ trên các sông ở miền bắc có khả năng sẽ lên cao và có nguy cơ gây ra lũ quét sạt lở và ngập úng dự báo trong những ngày tới mưa sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực đồng bằng bắc bộ Cụ thể vào sáng ngày 12 tháng 5, lưu vực sông Thương và sông Lục Nam đã xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 cho đến 7 m. Mực nước trên các sông thuộc hệ thống sông Hồng đang có dao động theo xu hướng đi lên. Vào chiều và đêm ngày 12 tháng 5, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 40 cho đến 60 mm một ngày, có nơi trên 80 mm. Nhiều nơi có thể mưa trên 150 mm, đặc biệt là tại khu vực Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng và Lạng Sơn. Dự báo trong ngày 13 đến ngày 15 tháng 5, các khu vực trên mưa chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm mỗi đợt và có nơi trên 350 mm. Đồng thời mưa rào và dông xuất hiện ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.